TikTok mình xin chào và mình sẽ làm tiếp ha. Đây là clip thứ ba. TikTok bây giờ nó sẽ qua là cấu trúc gì đây? Cấu trúc rễ nhánh có điều kiện. Trọng tâm là những cái này các bạn if đúng không? Nó sẽ là if. Cấu trúc này, cấu trúc thứ nhất là cấu trúc if ha. Cái lệnh này là phải phép gán này, phải gán x là bằng x cộng 2 ha. Sử này, giả sử như mình có bằng x. Từ tí mình sẽ tắt sao ha. Cũng dễ thôi các bạn. Đó là dạng if thiếu if đủ chung. Nói chung mà if mà không có eo là if thiếu. If mà không có eo á là if thiếu mà. If không có eo thấy không? Giá trị vào này là biểu thức chuẩn lý. Sai, nếu sai thì nó thoát ra luôn thấy không? Đúng thì nó thực hiện có lệnh này. Còn biểu thức rồi còn cái gì if đủ cái gì còn if đủ cái gì còn if if đủ thì nó sẽ có thêm eo nữa. Nếu đúng thì nó đã thực hiện cố lệnh một, sai thì nó thực hiện cố lệnh này không. If đủ này, nếu đúng thì nó thực hiện biểu thức luận lý. Biểu thức luận lý này, nếu đúng thì thực hiện cố lệnh một này, sai thực hiện cố lệnh hai, đúng rồi không. Vào này kiểm tra là biểu thức luận lý này. Biểu thức luận lý sẽ là bằng lớn hơn bằng khác mình rồi sai này đúng thì sao. Nếu như cái gì vào đúng thì kiểm tra luận lý đúng hay không, đúng thì nó thực hiện có lệnh một, mà nó sai nó sẽ xác định thực hiện có lệnh hai và nó thoát ra. Mình sẽ ví dụ ha. Bây giờ mấy cái này là những cái quan trọng, mình ví dụ rất là kỹ nha, tại vì nó rất là quan trọng các bạn, nó là nền tảng cái sau này cho mình, cho nên nó phải kỹ ha. Rồi đây ha. Rồi bây giờ sao biểu thức luận lý ha, thì đó là gì, biểu thức biết à, có trúc biểu thức ha, biểu thức luôn ha, luận lý ha. Rồi giả sử mình sẽ làm gì, mà giả sử mình sẽ làm cái gì ha, mình sẽ kiểm tra ha. Kiểm tra gì, nếu gì đầu tiên là gì, mình sẽ là gì, nhập vào hai số AB nha. AB nha, số E và số B ha. Số B này, số E, số B đúng không? Gì? Khi E mà lớn hơn B thì sao? E mà lớn hơn B thì ta thực hiện gì? Thực hiện gì? E lớn hơn B sao thực hiện gì? Thực hiện E từ B. Đúng không? Gì thì khi là gì? Khi E mà bé hơn B thì sao? Bé hơn B gì? Thực hiện gì? B trừ A. Khi E bằng B thì sao? E bằng B thì sao? Thì thông báo là E bằng B, đúng không? Rồi, rồi vậy thôi. Để mình mô tả cái biểu thức luận lý ha. Còn cái tiếp tục ha, đây là gì, cái biểu thức luận lý này, biểu thức luận lý gì, luận lý nó là gì, nó là gì ha. Đây này, nhất là gì, đó là lớn hơn này, đó là dấu, đó là gì, lớn hơn này, lớn hơn thì dấu này nha. Rồi chấm phẩy này, bé hơn thì sao, dấu này nha. Rồi gì nữa, bằng thì dấu này nha. Rồi khác thì dấu này nha. Rồi phải thì dấu này nha. Và thì sao, và thì dấu này nha. Rồi cơ bản như vậy thôi ha. Rồi mình sẽ bắt đầu ha, bây giờ nhớ cái này nha. Rồi mình sẽ bắt đầu thôi. Nhập đầu tiên là sẽ nhập hai số AB đúng chưa, Bring. Nhập hai số AB đúng không? Nhập số E trước đúng không? Nhập số E này. Rồi. Đây nhập số scan thôi, cái đó. %D số E là số nguyên mà %D. Số E có chưa, mình chưa khai báo đúng không? Mình chưa khai báo số E thì phải khai báo biến đúng không? Biến E'B đúng không? Thiếu biến nào mình khai báo biến đó ha. Và E này nhập phải có dấu vè nữa đúng không? Rồi
nhập gì, nhập gì, nhập số B đúng không? Rồi sẽ là gì đây? Scan rồi cũng là gì? Còn thêm D đúng chưa? Và B đúng chưa? Đúng chưa nào? Rồi gì kiểm tra đúng không? Bây giờ bắt đầu, bây giờ bắt đầu ha. Ở đây là bắt đầu gì? Quẹo của ít ha. Là gì? Kiểm tra A lớn B nó nếu gì? Kiểm tra nếu gì? A mà có lớn B không? Lớn B đúng không? A lớn B thì sao? Thực hiện gì? A trừ B đúng không? Thì mình gì? Ta có gì? A trừ B mình gọi mình sẽ gọi gì? Mình chỉ đi ra dễ mình gọi gì? Biến A trừ B nha. Gọi cái biến T này. Gọi là biến C này. Biến D nha. Biến E ha. Biến C biến D đi. Rồi C D nha. Rồi xong mà có lần này dọc đều là dấu chấm phẩy ha. Rồi ha gì đấy. Từ 12 hai lần đó lên đó là mình mới đưa dấu ngoặc đơn nha, dấu ngoặc nháy kẹt kép này nha. Để cho dễ cái nhìn nữa. Rồi kiểm soát một lần thì một lần dây số một lần duy nhất như thế này thôi thì không cần ra một lần dây số một lần bất kỳ nào một lần thôi thì nó không cần đâu nha. Là gì đó. Nếu A lớn B thì sao? Nếu A lớn B thì sao? Ta có C thì gì? Biến C này sẽ bằng A trừ B đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Rồi. Đúng không? Thực sự nên một lần như thế này, thực sự ta không cần cái này cũng được này. Nếu một lần như thế này, một lần như thế này đúng không? Thì dài cũng được. Bạn thấy không? Đúng chưa? Một lần nếu một lần thì dài thế này cũng được này, dài cũng được. Nếu muốn dài cũng được. Thế dài cũng được. Không sao cả, không? Dài đi ha. Một lần thì dài thôi. Kiểm tra nếu gì, tiếp tục là gì? Nếu gì? Nếu gì, tiếp tục nếu gì, nếu gì? Nếu B mà biến A thì sao? Thì tại ca bấm biến C nó sẽ bằng gì? Bằng B trừ A đúng chưa? Đúng không? Mình gán này, phải đây là phép gán này, gán K cái giá trị A trừ B này bằng C. Bằng cho C, giả sử như là A này bằng 2, B bằng 1 thì số C sẽ bằng số 1. Đó, tương tự thôi, cái này cũng như tương tự ha. Ngược lại đúng không? Ngược lại đây là mình giả sử không có là đây là gì? Đây là F đủ, đây là E ngược lại không? Ngược lại giả sử như thế này. Ngược lại ha. Giả sử nha, bạn các bạn thấy không? Từ từ. Kiểm tra nha, nếu luôn này, nếu đây nếu như A bằng B thì sao? Nếu A bằng B thì sao? Nếu A bằng B thì sao? A bằng B gì? Thông báo gì? Thông báo A bằng B đúng không? Rồi, chúng ta thông báo à. Rồi. Ý mình chỉ demo các bạn thôi ha, giới thiệu rồi, đúng nào. Cái này là phải như thế này này. C nó sẽ bằng A trừ B đúng không? Mình sẽ thông báo là gì? Và riêng in ra màn hình ha. Là gì? Thông báo gì em in ra màn hình ha. Kết quả gì? Của A trừ B đúng không? A trừ B bằng phần trăm D đúng không? Rồi A C đúng không? Nó tự nó lấy cái C này bỏ vào đây. Thực sự mình có một cách, mình bây giờ mình muốn giá trị AB vào đây đúng không? AB là giá trị trực tiếp lấy từ cái bảng nhập bàn phím vào thì sao? Thì mình có thể thay cái lệnh này thì mình sửa lại ha. Mình viết lệnh mới cho bạn dễ nhìn ha. Bỏ riêng luôn đi. Đây ha. Cái gì? Kết quả gì? Xuống đây in ra cái gì? In gì? Kết quả gì của A trừ B đúng không? Phần trăm A trừ phần trăm D AB đúng không? Bằng phần trăm D thì cái này là sao đây? Nó sẽ lấy gì đây? A nè, B nè, C đúng không? Nó sẽ vô đây. Đúng chưa? Tương tự mình cốp đây. Tương tự đúng chưa? Tương tự nó khác ở đâu? Đúng không? Tương tự dưới này đúng không? Dưới này đúng chưa? Tương tự dưới này. Nếu này, nếu gì? Nếu mà B là lớn A thì B trừ A đúng chưa? B trừ A. Đúng không? Kết quả của B trừ A thì đây B trước, cái đây A sau đúng không? Đúng tự nó thôi đúng chưa? Ngược lại gì? Thông báo gì? Ngược lại thông báo có một loại thì thông báo ngược lại thông báo gì? Ngược lại gì? Thông báo ở đây thông báo hơn ngược lại là gì bằng nhau? Đó là hai số bằng nhau A nhau không? Thấy chưa? Nhìn lại thông báo cho bằng nhau đúng không? Rồi là gì đấy? A phải B đúng không? Rồi
view nào, view có lỗi gì ta sửa không lỗi đúng không, mình run lên nha. Hãy sửa, có nhập vào số gì, số 4, E là 4, B là 6. Đâu, nó bị đứng rồi. Đâu C đâu, thôi biến C chưa. Mình run lại coi, A bằng 4, B bằng 6 coi. Tại sao nó không ra, mình bây giờ mình xử lý nha. Kết quả gì? Nếu A bằng lớn hơn B thì sao? Nếu A bằng B, B, nếu như B biến A thì sao? A lớn hơn B nhầm lại, chỗ này sai đúng không? Chỗ này phải là gì? A biến B đúng không? Mình nhầm thôi. View lại A đúng không? Đúng. Bây giờ 4 này, 6 này, thấy chưa? Kết quả là 6 trừ 4 bằng 2 đúng không? Lấy B trừ A này, thấy chưa? Đúng không? Nó sẽ nhập lại ha. Con số nhập lại là gì? Nhập lại là gì? Xấu nè, xấu nè. Nó bị lỗi rồi. Nhập lộn rồi. Vậy nên xấu nè sao? Hai số bằng nhau, xấu bằng xấu đúng không? Tiếp tục là gì? Ra số nhất là gì? A bằng 5, B bằng 1 nè. Đã thấy chưa? 11 phút rồi phải không? Thấy các bạn thấy không? Rất là dễ dàng đó ha. Bây giờ tiếp tục ha, mình làm qua một bài khác ha. Mình sẽ giới thiệu bài khác gì? Cái bài này sẽ là gì? Bài này sẽ tìm số lớn nhất giữa hai số AB nha. Bài tìm gì? Bài mình sẽ có bài gì IFL ha. Giờ mình sử dụng câu lệnh IFL luôn ha. Giả sử mình gì? IFL ha. Ta sẽ thử nha. Mình sẽ tìm một cái ví dụ thật rất đơn giản thôi để cho mình nhận thực khó phép toán ha. Rồi để mình nghĩ ra coi. Tại giả sử như là gì? Giả sử như bài toán là gì? Bài toán này sẽ là gì? Bài toán là gì? Bài toán này. Nếu như mà A mà lớn hơn B đúng không? A lớn hơn B thì sao? Thì nếu A mà lớn hơn B thì thông báo thì gì? À, thông báo là gì? Đó thực hiện là gì? A trừ B đi. Tiếp tục là gì? Nếu như A không lớn hơn B. Hơn B. A không lớn hơn B đúng không? Thì sao? Thì mình thông báo là gì? A thì thông báo là gì? Thông báo là gì? A không lớn hơn B gì? Thông báo gì? Mình thì thông báo là gì? Ok thì giờ chẳng hạn đúng không? Ví dụ mình để mình làm để mình hiện thực cái bài toán IFL thôi nha, để cái cú pháp IFL thôi. Cũng là nhập vào hai số AB đúng không? Rồi đúng chưa? Rồi mình cũng nhập vào cú pháp nhập thì các bạn biết rồi đúng không? Giờ biết rồi mình thì cũng nhập vào thì cũng vào riêng đúng chưa? Nhập A 2 chấm, nhập A đúng không? Rồi scan phần trăm D đúng chưa? Rồi phần trăm D đúng không? Rồi và A tương tự nhập B đúng không? Rồi nhập B thì giờ phần trăm B thôi đúng không? Mình kiểm tra đúng không? Bây giờ chúng ta mình ép này, kiểm tra này, nếu A mà lớn hơn B thì sao? A lớn hơn B thì sao? Mình thực hiện gì? Mình thực hiện là gì? Mình gọi biến C đi ha, thêm một cái biến C chẳng hạn ha. A lớn hơn B thì mình biến C mà nó sẽ bằng là gì? A trừ B đúng không? Đây là biểu thức luận lý này, thấy là khối lệnh thấy cho C này đúng không? Ngược lại gì? Ngược lại đúng không? Ngược lại gì? L ngược lại này, L ngược lại của lớn bằng là gì? Ngược lại L này, ngược lại của lớn bằng là gì? L là thật sự L này là gì? L này là thật sự nó sẽ là gì? Nó sẽ là A, nó sẽ gì? Nó sẽ bé hơn này. L sẽ bé bằng B đúng không? Đúng chưa? Ngược lại này thì nó sẽ thông báo là đúng không? Ngược lại thông báo ok đúng không? Thì thông báo là copy lại một link cho nó dễ đi. Nhanh đi ha. Ok. Thông báo là gì? Ok đúng không? Đúng chưa nào? Thực sự một lần thì mình không cần đứng ngặt kép ở đâu, nhưng mà thôi mình thấy để cho nó dễ nhìn cũng được. Giả sao quá không? Đây. Tại khối lệnh này nói chung là phải ấy thôi, chứ nếu mà để dài thì nó nhìn khó lắm. Hai lệnh đi ha. Trụ Z.
mình đã làm mà nó in ra ai thấy làm gì đúng không? Phải in giá trị ra đúng không? In giá trị ra gì? Giá trị C bằng đúng không? Phần trăm D này 7C đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? C này thật sự mình ghi là gì? A trừ B đi ha. Bằng A trừ B nháy đâu? Chưa nháy đúng không? Nó lỗi, nó có lỗi thì mình sửa thôi, không có gì cả. Ừ, để sửa cái gì đây? Hãy sửa số 4 với số 4 là sao? Nó thông báo ok thấy chưa? Chọc cái gì? Số 2 với số 4 này ok rồi, tại vì nó bén bằng đúng không? Rồi số 4 như số 1 chẳng hạn. Thấy chưa? Bạn thấy chưa? Rất là đơn giản ha. Rồi 15 phút nữa rồi. Nhanh với vậy ta. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tục bài tìm sai số là đòi tiếp tục ha. Rồi ha. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Bài này ha. Bài này sẽ là bài gì? Tìm số lớn nhất trong số tìm số lớn nhất trong hai số đi, cho hai số đi. Hai số gì? Bài tập có hai số A B nha. Rồi. Cái thuật toán mà ví dụ như trong chương trình mà mỗi người một cách viết ha. Cho nên là mình không có gì phải, mình đã viết cách nào của mình thì ai thích cái nào họ viết cách của họ thôi ha. Rồi. Hai số thì đầu tiên phải nhập hai số A B mới tìm được số lớn nhất thôi đúng không? Và riêng thì nhập thôi ha. Nói chung thì mình copy cho nhanh đi. Rồi, sao báo biến luôn, copy luôn đi. Đúng không? Rồi đó, đây là khai báo biến A2 biến AB ha. Rồi là biến mát đi, thì mà biến mát đi ha. Rồi, mát này, rồi. Để hết thôi ha. Đầu nhập A từ B đúng không? Kiểm tra gì? Đầu tiên gì? Có nhiều cách lắm, nhưng mà thông thường thì mình sẽ gắn cách dễ nhất á, là mình sẽ gắn cái gì? Mình gắn biến mát này, nó bằng biến A đúng không? Mình kiểm tra gì? Nếu gì? Nếu như mà B mà nó lớn hơn mát thì sao? B nó lớn hơn mát thì sao? Thì thông báo là gì? Mình sẽ thông báo ra là gì? B lớn B mình sẽ biến gì? Mình sẽ gán gì? Ít nó sẽ mình sẽ gán lên nè, mát này, mát nó sẽ bằng B. Nó sẽ thay, nếu như B mà lớn hơn mát thì cái giờ mình cái biến mát này, cái nhất mình gán cái trị B nó vào cái mát này đúng không? Hiểu không? Rồi. Giả sử đây, giả sử như mình đầu tiên mình có hai số 1 2. Mà gắn mát là mình gắn số 1 là số lớn nhất. Mà kiểm tra cái số 2 này có lớn hơn số 1 không? Mát là số 1 đúng không? Mình gắn này đúng không? Thì mình ví dụ này, giả sử nha mình có số 1 và 2 nha. 1 và 2 này, số 1 này và số 2 đúng không? 1 số 3 đúng cũng được. Thì mình kiếm, nếu mà đầu tiên là gì? Mình gắn cái mát này bằng gì? Mát là bằng số này. Mát nó bằng số 3 chẳng số 1 đúng không? Mát là số 1 đúng không? Nghĩa là hiện tại là gì? Này hiện tại là mát số 1 này, nghĩa là gì? hiện tại là trong cái biến mát này, là trong mát này nó chứa giá trị 1 và giá trị gì? 1 đúng không? À đúng không? Nó chứa giá trị 1 mà kiểm tra nếu mình kiếm giá trị B là số 3, mình kiếm đúng không? Mình kiểm tra này số 3 này nó có lớn hơn mát không? Đúng không? Có không? Có đúng không? Thì 3 phải lớn hơn 1 đúng không? 3 lớn hơn 1 thì cái gì? Thì bây giờ thì cái mát này, mát của mình nó sẽ cái gì? Nó sẽ bằng 3 đúng không? Thì sao? Trong mát gì? Trong mát bây giờ là gì? Trong mát này bây giờ là mát là chứa giá trị mấy? Giá trị là 3 đúng không? Hiểu chưa? Cũng rất đơn giản thôi. Cách này là dễ nhất rồi đó. Rồi. Nếu gì? Nếu B lớn hơn mát thì gì? Nếu sao? Rồi. À, thì mất đằng B đúng không? Mất đằng B đúng không? Rồi mất đằng B. Mình lúc đó mình in ra gì? Vậy mình in ra đúng không? Mình in ra là gì? Giá trị mất là... Mất là... 2.% D. Và mất đúng không? Đã ra cái gì? Nhưng mà sao? Lỡ nó bằng thì sao? Lỡ như B bằng mát thì sao? Thì nó có trường hợp hoặc trường hợp ở đây đúng không? Đúng không? Rồi, chứ không có trường hợp nữa là gì? Nó sẽ có gì ha? Mình như gì? Ngược lại đúng không?
Ngược lại là gì? Ngược lại là gì? Có ngược lại không? Ngược lại là gì? Bé bằng đúng không? Ngược lại thì sao? Ngược lại cũng chưa có được đâu các bạn ha. Mình phải là gì? Nếu gì? Nếu như mát, nếu như gì? Nếu như B nó bằng mát thì sao? Nếu B bằng mát thì sao? Nếu B nó bằng mát thì sao? Bắt buộc phải không? Nếu B bằng mát thì mình thông báo là gì? Hai số bằng nhau đúng không? Nếu ừ. Nếu nếu không. Cái chỗ này là mình phải xử lý này ha, nó sự là để các bạn hiểu nè. Nếu như bằng mắt có cần phải xét nó bằng mắt hay không, các bạn có cần nó phải xét không? Nếu gì, nếu mà B mà lớn bằng mắt thì mình cho gán mắt bằng B đúng không? Ngược lại thì chả làm gì cả đúng không? Ngược lại thì sao? Ngược lại thì đâu cần, không cần luôn. Chỉ cần mà kiểm tra nếu mà B lớn bằng mắt á, nó lớn bằng luôn đó, thì sao? Thì mình gán mắt bằng B luôn đúng không? Thật sự hai giá trị, giả sử như là gì? Giả sử như là A bằng 1 và B bằng 1. 1 có lớn bằng 1 không? Lớn không? Đúng, đúng thì tôi cho mát bằng B thôi, in ra thì mát thôi. Đúng, vậy này thử này nha. Giả sử như là nhập mát là 6, số A là 6, số B là 1 chẳng hạn đúng không? Mát là 6 đúng không? Rồi tiếp tục này. Tiếp tục là gì? Giả sử bây giờ A bằng 1 này, B bằng 1 này. Thì mát vẫn là 1, hai số bằng nhau thì vẫn có thì mát là 1 đúng không? Ừ, không cần phải bằng nhau. Giả sử như bây giờ người ta muốn biểu thông báo khi hai số bằng nhau, bây giờ người ta kêu là phải thông báo khi hai số bằng nhau thì sao? Nếu khi hai thông báo hai số bằng nhau thì tất buộc phải tới đây không? Chúng ta mới thêm một cái if nữa. If nếu gì? Nếu B là bằng mát đúng không? Thì sao? Thì mình phải thông báo là gì? Hai số bằng nhau đúng không? Nói gì? In đi, thông báo hai số bằng nhau đúng không? Đúng chưa? Hai số bằng nhau hả? Đúng chưa? Đúng chưa? Hai số bằng nhau, cái này đem này đi, mát làm gì nữa? Đúng không? Ờ, được rồi. Thì coi thử cái cần của ta. Nếu chúng ta để ông này thì trường hợp mà lớn thì E là mắt sẽ không hiện đâu, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Cho nên là chúng ta mới chưa bị xử lý ha. Để coi mình coi thôi. Mình hình dung coi. Giả sử như mình cho nó cái này nó về hai số bằng nhau đúng không? Mà sẽ bây giờ thôi mình cho cái này lớn đúng không? Ngược lại đi eo đi. Hả? Ngược lại gì? Mình thấy ngược lại của lớn hơn á là bé hơn hạt bằng đúng không? Bé hơn hạt bằng thì ra số bằng nhau cũng được. Cái này là tào lao á, có rồi ha. Được. Này ta ha. Rồi thì mình đi ra thực toán còn tùy mà các bạn người mình nghĩ ha, bằng nhau rồi thì thôi kệ. Thôi yên như này thôi, yên ra đi cái đi. Nếu như hai số mà khác là đây eo thì mình yên nha, ngược lại gì? Ngược lại mình yên ra nhà, ngược lại gì? Ngược lại thì nó đâu có bằng nhau đâu, đâu có bằng nhau thì mình in như tỉ mắt ra đúng không? Đúng chưa? Đúng như nào? Nếu nó bằng nhau thì in bằng nhau, mà không bằng nhau thì mình in như tỉ mắt thôi. Thử này, hai này hai số bằng nhau này đúng không? Giờ sao? Hai này, năm này, tại sao vẫn hai số bằng nhau? Tại sao vẫn hai số bằng nhau nó vẫn in ra này? Thường là hai số. Nó không in như tỉ mắt này các bạn thấy không? Nhìn này coi. Tại sao như 2 với 5 này, tại sao mà vẫn là hai số bằng nhau? Hả? Ừ. Bây giờ biết tại sao không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái biến B này không bằng mát nữa không? Cái mát nó không bằng B nữa. Cái mát nó không bằng B nữa không? Thôi mình cho A bằng B đi cho nó dễ đi. 4 đi, hai số bằng nhau đúng không? 4 này 5 này thì mới là 5 mà, thấy không? Đúng chưa? Đấy là mình để cho các bạn thấy cái cách mà xử lý trong lập trình á. Thật sự thì thông thường để lập trình là người ta biết thuật toán trước, mình mất thời gian lắm mình không làm, chứ mình ừ rồi thôi được rồi đó.